Trong cuộc sống này thì dường như mọi điều đều theo một nguyên lý có đến thì sẽ có đi. Có nghĩa rằng một lúc nào đấy nó xuất hiện và nó sẽ biến mất ở một khoảng thời điểm nào đó. Mình cho rằng tất cả mọi vật, mọi việc đều không thể tránh được cái vòng xoáy đó. Và tất nhiên nước hoa cũng không phải là ngoại lệ. Có một lúc nào đấy thì các anh em cảm thấy chúng ta rất là thích một cái mùi hương nào đấy. Tuy nhiên sau một vài năm thì nó bất ngờ biến mất. Mặc dù là mùi hương đấy rất là ngon, mặc dù mùi hương đấy rất là xuất sắc, tuy nhiên có thể là bởi vì một cái lý do nào đấy nó ngừng sản xuất, nó biến mất khỏi thị trường. Và trong cái video của mình ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ đến với các anh em một số những cái sản phẩm mà mình luôn mong rằng một lần nào đó trong đời nó sẽ lại xuất hiện trên thị trường. Một lần thôi, một lần là đủ. Giống như kiểu là hãy mang nó lại về đây một lần, chỉ một lần duy nhất. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Top những trà nước hoa mà mình muốn rằng hãy quay trở lại một lần để xuất hiện, để chúng ta những người anh em thiện lành đam mê mùi hương có cơ hội để thưởng thức lại. Ok, thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình relax và let's go. Trước khi mình list ra những trà nước hoa đó là những sản phẩm nào thì mình phải nói lại một chút, đó là không có nghĩa là chúng ta không thể mua được những trà nước hoa mình list ra trong video này, mà nếu như có thể sở hữu được thì chúng ta cũng sẽ phải đánh đổi một cái giá khá là chát xít, nói chung là chát đến tận đáy lòng. Thì đôi khi thì cái vấn đề tiền nong nó cũng vẫn là một cái gì đó rào cản. Thì mình chia sẻ trước với các anh em là như thế. Còn bây giờ anh em mình hãy bắt đầu vào xem đó là list những chai nước hoa nào. Chai nước hoa đầu tiên đó là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani mà nó có tên là Attitude. Nhà Armani này phải nói rằng trong cái quá khứ họ có một số những cái sản phẩm mùi hương rất là xuất sắc, ví dụ như là Armani Attitude hoặc là Armani Eau de Nuit. Đấy đều là những cái mùi hương có thể gọi là độc đáo, không đụng hàng, không phổ thông. Tuy nhiên, nhà nước hoa này họ vẫn cho bay màu là cái chuyện thường tình. Và ở chai Attitude này, đây là một mùi hương có thể gọi là xuất sắc, của sự kết hợp của patchouli, của cà phê tạo nên một cái tông mùi hương rất rất là lịch sự, nam tính. Nói chung bất kỳ một cái gì đấy của một người đàn ông nào đấy đã trưởng thành mà chúng ta muốn tìm một cái mùi hương nào mà nó có thể làm cho các anh em mình là một real man, một X-man đích thực, thì Armani Attitude là một trong những cái mùi hương như thế. Rất là đáng tiếc rằng chai nước hoa này đã bị ngừng sản xuất, và hiện nay để sở hữu chai nước hoa này thì ví dụ như trên eBay họ bán nó rơi khoảng tầm gần 300 đô một chai nước hoa 75ml, một cái giá phải gọi là thực sự là sẽ phải làm chùn bước cơ số các anh em nếu muốn sở hữu chai nước hoa này, thì đấy là một cái điều rất là đáng tiếc. Còn về mùi hương thì đây chắc chắn là một cái mùi hương tuyệt vời, khoác hương và cà phê, một chút thanh của lavender oải hương, tuyệt 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 vời. Và thực sự là nhà Giorgio Armani hãy dẹp bỏ một số những sản phẩm trời đất hỡi và cho quay trở lại Attitude. Đấy là cái mình nghĩ rằng là hợp lý nhất. Đó, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Bottega Veneta và nó có tên là Pure Homme. Mình tạm gọi đây là một chai nước hoa có thể gọi là fresh leather, là một thực ra thì không có cái chai nước hoa, không có một cái khái niệm nào là fresh leather, nhưng đây là mình tự gọi là mình chém, mình tự nổ thôi. Mình vừa xịt. Bởi vì đây là một chai nước hoa có sự kết hợp của gia thuộc và một số những cái nốt hương aromatic tươi tươi hương thơm tươi mát nhẹ nhàng. Và nó có thể gọi rằng đây là một cái mùi hương gia thuộc, nó khá là khác so với cá nhân mình thôi, thì nó khá là khác so với những cái chai nước hoa gia thuộc thường hay theo một cái tông mùi rất là khô ráp. Rất là giống như kiểu là không màu mè, không mềm mại, mà đúng chất là một cái gì đấy rất là phong trần, rắn giỏi. Nhưng ở Bottega Veneta Pure Homme này thì đây là một cái tông gia thuộc, nó rất là tươi trẻ. Đó, rất là tươi trẻ và cũng không hề là có một cái gì đấy nó mùi hương rẻ tiền, mà đổi lại là một cái mùi hương rất là độc đáo.
Hiện nay thì để sở hữu trà đen hoa này thì mình không biết là có cái nguồn nào giá mềm hay không, nhưng mà mình lâu rồi mình không thấy trà nước hoa này xuất hiện trên thị trường, thì đấy cũng là một cái điều đáng tiếc, bởi vì nó sẽ là một cái sự khởi đầu rất là tốt cho các anh em nào muốn bắt đầu với nốt hương da thuộc, để mà làm sao chúng ta không bị dội kiểu như thế. Thì Bottega Veneta Pure Homme là một cái mùi hương như thế, và nếu mà có thể thì hãy quay trở lại. Ok, trà nước hoa thứ ba đó là Bulgari Aqua Amara. Ở nhà Bulgari thì cái line đây là chai nước hoa phiên bản flanker của dòng Bulgari Aqua Pure Homme, và nó có rất rất nhiều sản phẩm, nhưng đối với mình đây là một phiên bản flanker có thể xếp ngang hàng với cái phiên bản gốc kinh điển đó là Bulgari Aqua Pure Homme, với cái tông của quýt và vẫn những cái đặc trưng của mùi hương mùa hè. Nó hội tụ tất cả những cái yếu tố mà chúng ta cần cho một cái mùi hương mùa hè, một cái gì đấy nó nồng nàn, một cái gì đấy nó vừa đủ, nó không quá là giống như kiểu khi mà chúng ta dùng vào mùa hè Việt Nam ấy, những cái mùi hương mà nó quá nồng, quá ngọt, quá đậm, thì ở trà nước hoa này nó tất cả những cái thứ đấy nó đều là vừa đủ và chúng ta có thể sử dụng trong tất cả các cái dịp đó. Thì đấy là một cái điều khá đáng tiếc khi mà nhà Bulgari đã quyết định khai tử trà nước hoa này, và sau đó thì những cái phiên bản flanker còn lại thì cá nhân mình cảm thấy rằng nó không thể nào mà bằng được sản phẩm này. Thì đấy là cá nhân của mình đánh giá, và đấy cũng là một cái điều đáng tiếc. Do vậy nếu như anh chủ tịch của Bulgari, nếu mà anh nghe được thì em mong anh cho lại lên kèo trà nước hoa này. Ok, trà nước hoa thứ tư đó là sản phẩm của nhà Tom Ford và nó có tên Noir. Trong quá khứ thì Tom Ford có thể gọi rằng xứng đáng là một nhà nước hoa làm mùi rất là chất, mùi hương có cá tính, có sự độc đáo. Và thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng họ đã bị mất chất khá là nhiều. Họ đua theo làm, bởi vì nhà nước hoa này điểm mạnh của họ là họ làm ví dụ như về thuốc lá da thuộc hoặc những cái tông mùi theo cái xu hướng classic thì họ làm rất là tốt. Nhưng mà hiện tại thì họ cũng làm những cái tông ví dụ như citrus, floral, thì mình cho rằng đấy không phải là một điểm mạnh của nhà Tom Ford. Các anh em phải nên hiểu rằng tất cả các nhà nước hoa, mỗi nhà nước hoa họ đều có những cái điểm mạnh về một số những cái nốt mùi. Không thể nào mà mùi nào họ làm cũng hay, tông nào họ làm cũng đẹp, thì không bao giờ có, không thể nào. Kể cả những nhà nước hoa có cây đa cây đề ví dụ như Guerlain, thì cũng họ chỉ làm ví dụ như một số những cái nốt họ chỉ làm vừa đủ, tròn trịa, còn mà xuất sắc thì là không. Ví dụ như thuốc lá thì Guerlain không thể nào bằng được Tom Ford, da thuộc cũng thế. Tuy nhiên là ý mình là như thế, và Tom Ford Noir, một cái mùi hương của iris, của amber, tạo nên một cái tông mùi hơi tối, nam tính và đúng chất, đúng kiểu lạnh lùng kiểu như thế, rất rất là thú vị. Tuy nhiên thì họ đã cho ngưng sản xuất trái nước hoa này là một điều khá là đáng tiếc. Tất nhiên thì bây giờ hiện nay thì chúng ta vẫn có thể sở hữu trái nước hoa này, tuy nhiên cái mức tiền nó lại là một cái rào cản rất là lớn. Do vậy một điều khá là đáng tiếc. Trái nước hoa thứ 1, 2, 3, 4, trái nước hoa thứ 5 đó là sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier. Nhà nước hoa này hình như là có một cái truyền thống giống như kiểu là những chai nước hoa xuất sắc thì sớm hay muộn cũng sẽ cho lên đoạn đầu đài để nhường chỗ cho những chai nước hoa mà họ ra sản phẩm nó không được gọi như là xuất sắc bằng, và Superman cũng không là ngoại lệ. Trước đó thì phải nói rằng Fleur du Mai là một cái mùi hương hoa Lillery, cá nhân mình thấy rằng có thể gọi là xếp vào hàng đỉnh của đỉnh đó, nhưng họ cũng đã cho bay màu. Mặc dù hiện nay đến bây giờ mình không hề thấy bất kỳ một chai nước hoa nào, kể cả niche, kể cả indie, với những cái chai mình đã được ngửi, mình không hề thấy bất kỳ một chai nào có cái style mùi giống như Fleur du Mai. Tuy nhiên thì họ vẫn cho ngưng sản xuất, và với Superman, một tông mùi của bạc hà, của cây xô thơm tuyệt vời. Không hiểu tại sao nhà Jean Paul Gaultier này có những quyết định rất là khó hiểu. Và Superman hiện tại thì chúng ta vẫn có thể kiếm được. Tuy nhiên thì như mình đã nói, hàng thì nó không nhiều và giá của nó thì cũng
không phải là dễ chịu. Một cái mùi hương bạc hà rất là thú vị. Anh em nào nếu mà có dịp chúng ta cố gắng nên thử Jampon Gautier Superman. Và chai nước hoa cuối cùng thì thực tế hiện nay thì nó vẫn còn đang sản xuất. Tuy nhiên thì cái câu chuyện reform mùi hương của nó làm cho mình nghĩ rằng là cũng niche vào nó dạng như kiểu là thôi nó cũng đã đi rồi. Và đấy là của Sacoluten Umbos Vani. Trong cái cảm nhận của mình, một mùi hương của Umbos Vani đó là cái vị thơm ngậy của dừa, của vani tạo nên giống như là một chiếc bánh nướng có những cái vị thơm, hương thơm của dừa, của vani. Đó, rất là thú vị. Nhưng ở phiên bản mới hiện tại thì nó lại là một cái tông gỗ rất là, có nghĩa là không còn một cái gì đấy mà đã tạo nên cái mùi hương mà mọi người thường hay biết về Umbos Vani. Do vậy, thực sự là với chai nước hoa này mình có thể là mình khuyên các anh em nếu như mà có bản mới thì chúng ta không nên mua. Bởi vì mùi hương của nó hoàn toàn không còn cái gì liên quan đến đời đầu của nó. Chai của mình không phải là đời đầu nhá. Chai của mình cũng thuộc dạng con cháu thôi. Còn mấy cái phiên bản chuông đấy ghê thì mình không có. Thì thôi, nói tóm lại là nếu như các anh em nào mà định mua bản mới thì mình khuyên là không nên. Đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một số những chai nước hoa mà mình rất là muốn, nếu như được một lần hãy quay trở lại và xuất hiện trên kệ của thị trường. Rồi sau đó thì muốn đi đâu thì đi cũng được. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe nhé. Cùng với anh em mình, bye bye.